Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Tuần Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo tờ Telegraph đưa tin vừa qua, các đoạn video trên mạng cho thấy những người mẫu mặc quân phục đang được xếp hàng cạnh trong lốc xe tại một khu rừng. Nhiều chuyên gia cho rằng, các màn được cảnh sẽ được Nga bố trí một cách chiến lược để thu hút và đánh lạc hướng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV của Ukraine mục tiêu là làm tiêu hao hỏa lực của Kiev và giúp các mục tiêu quân sự thực sự của Nga khỏi bị tấn công. Chuyên gia Kies Gilles, Gilles tại Tổ chức Tư vấn Chatham House nhận định, những binh sĩ giả này hiện phù hợp với xu hướng xung đột đang trở nên cá nhân hóa nhiều hơn, hay nói cách khác, đạn dược đang săn lùng các mục tiêu riêng lẻ. Cũng theo ông, binh sĩ Nga thường nằm yên, giả tử vong khi nhìn thấy UAV FPV trên cao. Do đó lính giả có thể là cách hiệu quả để gieo rắc sự nghi ngờ trong tâm trí những người điều UAV của Ukraine về việc liệu họ có đang tấn công đúng mục tiêu hay không. Hiện chưa rõ liệu các màn trong những đoạn video bị do dị trên mạng đã được quân đội Nga sử dụng hay chưa. Song các lực lượng Moscow đã sử dụng nhiều loại vũ khí mồi nhử, kể cả từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Một trong những mồi nhử thành công nhất từng được Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine phải kể tới loại UAV làm bằng xốp. Theo đó, hồi cuối tháng 7 năm nay, một loại máy bay không người lái mang tên Gbera của Nga đã được Ukraine phát hiện. Chúng được chế tạo từ vật liệu rất rẻ tiền như xốp nhựa, được lắp camera và sim điện thoại của nhà mạng Ukraine, có nhiệm vụ xác định vị trí các trận địa phòng không để quân đội Nga xây dựng bản đồ mạng lưới phòng thủ đối phương. Không có nhiều thông tin về tính năng kỹ chiến thuật của Gbera, nhưng sự hiện diện trên vùng trời ép cho thấy nó đạt tầm bay ít nhất là hàng trăm km. Ông Andriy Cherniak, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine nhận định rằng, mỗi chiếc có giá khoảng 10.000 đô la Mỹ, chỉ bằng 1 phần 3 dòng Gheran 2 và rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không được dùng để bắn hạ chúng. Mặc dù xung đột Nga-Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm của các công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng vũ khí mồi nhử vẫn là một công cụ chiến lược quan trọng trong khi đó các FPV có thể tiếp cận con mồi ở khoảng cách cực kỳ gần nhằm cung cấp cho người điều khiển góc nhìn rõ nhất về mục tiêu. RIA Novosti đưa tin Bộ Quốc phòng Nga mới đây xác nhận đã tiến hành đợt trao đổi tù binh với Ukraine do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE làm trung gian. Trong đó, Nga trao trả 95 tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ để đổi lấy 95 binh sĩ Nga bị Ukraine bắt. Các tù binh Nga hiện đã được đưa từ Ukraine sang Belarus, nơi họ được chăm sóc y tế bước đầu. Họ sau đó sẽ được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế quân đội. Cùng thời điểm, Ukraine xác nhận đã tiến hành đợt trao đổi tù binh thứ 58 với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu, 95 người của chúng tôi đã trở về. Họ từng tham gia chiến đấu ở Mariupol, Ajostan, vùng Donetsk, Luhansk, Luhansk Kharkov, Kiev, Chernihiv và Kherson. Chỉ huy tiểu đoàn Azov của Ukraine, Denis Prokopenko xác nhận, trong số những người được thả có 34 thành viên của nhóm. Ông Prokopenko nói, họ chiến đấu ở Mariupol trong 86 ngày và bị Nga giam giữ 2 năm rưỡi qua và cho biết 900 thành viên khác của tiểu đoàn Azov vẫn đang bị Nga giữ. Vừa qua Nga và Ukraine cũng trao đổi tổng cộng 590 thi thể binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh, một trong các lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn duy trì. Trụ sở điều phối về xử lý tù binh chiến tranh KSHPPV của Ukraine thông báo, nhờ các biện pháp hồi hương, 501 thi thể binh sĩ Ukraine đã được trở về nhà. Phần lớn các thi thể được đưa về từ tỉnh miền đông Donetsk. Mặt trận quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tấn công kể từ khi chiếm được trung tâm công nghiệp Avdiivka vào hồi tháng 2. Một thi thể được mang về từ nhà xác trên lãnh thổ Nga. Một số cơ quan chính phủ Ukraine, lực lượng vũ trang nước này và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã hỗ trợ cuộc hồi hương. Cơ quan này nói, đại diện các cơ quan hành pháp và chuyên gia pháp y sẽ xác định danh tính những nạn nhân, thi thể của họ sau đó sẽ được trả về gia đình để chôn cất tử tế. Nghị sĩ Sam Sayin Saraliyev, thành viên nhóm chuyên trách của Quốc hội Nga về chiến dịch tại Ukraine cho biết, Moscow đã được bàn giao 89 thi thể binh sĩ. Đây là một trong những đợt trao đổi thi thể binh sĩ lớn nhất kể từ đầu xung đột. Trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ thiệt mạng là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn duy trì giữa Moscow và Kiev kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Không quân Ukraine vừa công bố đoạn video cho thấy hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không iris trong việc bắn hạ các mục tiêu quân sự của Nga. Theo tuyên bố của không quân Ukraine, NASAMS và iris là những hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung đầu tiên do phương Tây cung cấp cho Ukraine, được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ à tầng quan trọng của Ukraine khỏi các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Iris T là hệ thống tên lửa do Đức sản xuất, có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu khí động học trong phạm vi bán kính lên tới 40 km. Không quân Ukraine lưu ý, đây là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của họ và đã được đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2022. Đầu tháng 9, quân đội Đức đã đưa hệ thống phòng không Iris T đầu tiên vào hoạt động trên lãnh thổ nước này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, hệ thống đất đối không này là một phần trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ của Đức và châu Âu, được triển khai sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại lễ khánh thành căn cứ ở Tudendorf, gần thành phố Hamburg. Nga tái vũ trang ngổ ạt trong nhiều năm, đặc biệt là trong lĩnh vực tên lửa và tên lửa hành trình. Ông Olaf Scholz cũng tuyên bố, Đức đã đặt mua 22 hệ thống phòng không Iris từ tập đoàn DN Defense, năm trong số đó dành cho Bundeswehr, tức quân đội Đức, và 17 hệ thống dành cho Ukraine trong đó bao gồm 8 hệ thống tầm trung SLM và 9 hệ thống tầm ngắn SLS. Tên lửa phòng không tầm trung Iris-T SLM được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hoặc tên lửa. Mỗi tổ hợp iris thông thường sẽ gồm một xe chỉ huy, một đài radar đa năng cùng 3 xe phóng với tối đa 24 quả đạn sẵn sàng chiến đấu. Radar TRML-4D có thể theo dõi tối đa 1.500 mục tiêu với tầm hoạt động lý thuyết 250 km. Giá một hệ thống Iris T vào khoảng từ 150 triệu đô la Mỹ đến 200 triệu đô la Mỹ. Cùng với Patriot, Iris T được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Ukraine, giúp nước này lấp khoảng trống phòng thủ sau khi nhiều tổ hợp S-300 và buk M1 từ thời Liên Xô bị Nga phá hủy trong giao tranh. Hãng tin RIA Novosti vừa dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm chỉ huy tổng hợp của lực lượng tên lửa chiến lược đang tiến hành kiểm tra đội hình tên lửa chiến lược Bologovsky ở tỉnh Tver, miền Trung nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu chính của cuộc kiểm tra lần này là đánh giá tình hình và hiệu quả chỉ huy cũng như nhiệm vụ chiến đấu tại các sở chỉ huy và trạm kiểm soát của đội hình tên lửa chiến lược và các đơn vị cá nhân. Nội dung kiểm tra cũng bao gồm việc đánh giá sự thông suốt trong hành động của các đơn vị, đặc biệt là việc phát triển một nhiệm vụ phức tạp với việc triển khai các hệ thống tên lửa chiến lược di động trên mặt đất Yas vào vị trí. Lính tên lửa chiến lược sẽ tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện cơ bản, bao gồm cả những nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động cơ động chuyên sâu trên các tuyến tuần tra chiến đấu. Trong khi đó, các tổ lái của hệ thống tên lửa di động sẽ hành quân xa khoảng 100 km, thực hiện phân tán các đơn vị và thiết bị tại các vị trí chiến đấu. Nhóm này cũng sẽ chịu trách nhiệm ngụy trang và đảm bảo an ninh, ngăn chặn các phương tiện tấn công bằng đường không, phá hoại và trinh sát. Lực lượng tên lửa chiến lược là một nhánh riêng của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga là thành phần chính của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Vũ khí chính của lực lượng tên lửa chiến lược Nga bao gồm tất cả các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động trên mặt đất, bao gồm Yas và trong hầm chứa với khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hệ thống Yas là một hệ thống tên lửa chiến lược của Nga, bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn di động hoặc đặt trong hầm phóng với đầu đạn MIR VED thiết bị có thể nhắm nhiều mục tiêu độc lập. Hệ thống tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ nhiệt Moscow dưới sự giám sát của Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Yuri Solomonov. YAS là một phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa Topol-M. Trước đây, tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga từng cho rằng không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo liên lục địa YAS. Mỹ và Thụy Sĩ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong khi Liên minh châu Âu-EU tuyên bố sẵn sàng mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow, kể cả thông qua các nước thứ ba. trong tuyên bố, bộ tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba thực thể và một cá nhân với các buộc liên quan đến việc phát triển và sản xuất thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa GBU của Nga. các thực thể và cá nhân nằm trong danh sách gồm công ty Xiamen Limpack Aircraft Engineering Co, Rasslepers Vector Industry Shenzhen Co ở Trung Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Trading House Vector ở Nga và giám đốc điều hành công ty này, Artem Mikhailovich Jamschikop. Trước đó, thư ký báo chí của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Liu Pengju khẳng định, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Nga không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Cùng thời điểm, Thụy Sĩ cũng đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Biện pháp mới này bao gồm cấm các đảng phái chính trị, các tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông nhận tài trợ từ chính phủ Nga mở rộng danh sách các công ty trong nước bị hạn chế xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng công nghiệp, quân sự và công nghệ sang Nga. Thủy sĩ cũng cấm các ngân hàng nước này sử dụng các phương án thay thế hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT trong các giao dịch tương lai về Nga, cấm các tổ chức cung cấp dịch vụ tiền điện tử và tạo điều kiện cho các giao dịch hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, cũng như cấm các khoản đầu tư vào các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng đang được xây dựng tại Nga. Trong khi đó, trong kết luận được thông qua tại cuộc họp ngày 17 tháng 10, Hội đồng Liên minh châu Âu tuyên bố EU sẵn sàng tiếp tục mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm việc áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của cả Nga và Belarus, cũng như ngăn chặn việc lách các biện pháp trừng phạt, kể cả thông qua các nước thứ ba. Nga hiện chưa đưa ra bình luận hay phản ứng đối với các động thái trên. Theo Reuters, Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa thông qua khoản giải ngân 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine với mục đích hỗ trợ ngân sách cho quốc gia đông Âu này. Trước đó vào tháng 9, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Ukraine về việc cung cấp cho quốc gia Đông Âu khoản hỗ trợ tài chính trên. Thỏa thuận này đạt được sau các cuộc đàm phán mà Ukraine cho là khó khăn và phải được ban điều hành IMF thông qua. Trong khi đó, IMF cho biết ban điều hành của IMF sẽ xem xét thông qua thỏa thuận này trong vài tuần tới. Người đứng đầu phái đoàn giám sát của IMF, Gavin Gray, người đã tới Ukraine để đánh giá chương trình cho vay cho rằng cuộc xung đột đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động của đất nước cũng như người dân quốc gia này. Việc hoạch định chính sách khéo léo, khả năng thích ứng của các hộ gia đình và doanh nghiệp cùng với nguồn tài chính hỗ trợ từ bên ngoài đã giúp Ukraine phần nào ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, IMF cho rằng rủi ro đối với Ukraine vẫn ở mức cao bất thường khi nền kinh tế dự kiến sẽ suy thoái do tác động của cuộc xung đột với Nga. Ukraine chi khoảng 60% tổng ngân sách cho quân đội và phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để trả lương hưu và tiền lương cho công chức và chi tiêu xã hội. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine, nước này đã nhận được khoảng 98 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ các đối tác phương Tây kể từ khi xảy ra xung đột với Nga hồi tháng 2 năm 2022. IMF là tổ chức cho vay quốc tế quan trọng đối với Ukraine và chương trình kéo dài 4 năm trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ của IMF là một phần quan trọng trong gói hỗ trợ kinh tế toàn cầu lớn hơn dành cho Kiev khi nước này đang chuẩn bị cho mùa đông thứ ba kể từ khi xảy ra xung đột. IMF hối thúc chính phủ Ukraine tôn trọng các yêu cầu trong thỏa thuận tài chính và mục tiêu bền vững về nợ trong ngân sách năm 2025, đồng thời tìm cách tăng nguồn thu trong nước. Chính phủ Ukraine từng thông báo có kế hoạch tăng thuế và đã thực hiện các biện pháp tài chính khác như tăng thuế nhập khẩu và thuế thu nhập đặc biệt. Ukraine cũng đã giành được thỏa thuận với các chủ nợ để tái cấu trúc và giảm nợ. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Đức, Anh và Pháp đã nhấn mạnh sự khẩn thiết phải chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm ở giải gaza giữa Israel và phong trào Hamas. Trong tuyên bố chung, Tổng thống Mỹ Joe Biden Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, bốn nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự khẩn thiết phải đưa các con tin trở về với gia đình, chấm dứt chiến tranh ở giải Gaza và đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được với dân thường. Tại cuộc họp ở Berlin, lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp và Anh cũng đã thảo luận về các sự kiện ở Trung Đông, đặc biệt là những hệ lụy từ cái chết của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel ở Gaza. Bên cạnh đó, bốn nhà lãnh đạo còn trao đổi ý kiến về tình hình xung đột ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với phong trào Hezbollah, đồng thời tái khẳng định lập trường chỉ trích vụ tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Pháp đã trở thành một trong những nước phương Tây đầu tiên lên tiếng mạnh mẽ về các hành động bạo lực của Israel ở Trung Đông. Theo đó, hãng tin AFP cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và đưa ra mong muốn tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột sau phát biểu của ông Macron ít lâu. Trong bài viết đăng trên báo Sunday Times, đến lượt Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tại giải Gaza nhằm tìm kiếm một tiếng nói chung về thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau đó cũng bày tỏ quan điểm tương đồng với Thủ tướng Anh khi một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng chủ nghĩa bài do Thái trong xã hội. Trong một thông điệp video, ông Olaf Scholz khẳng định chính phủ Đức tiếp tục kiên trì ủng hộ lệnh ngừng bắn để dân thường ở giải Gaza có thể được bảo vệ tốt hơn và được chăm sóc tốt hơn, cũng như để các con tin Israel được trả tự do. Cũng vào đầu tháng 10, nhiều cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người đã diễn ra ở các thành phố lớn tại châu Âu trong thời điểm đánh dấu một năm xung đột tại giải Gaza. Hầu hết các đoàn biểu tình đều thể hiện sự ủng hộ người Palestine, đồng thời phản đối các chiến dịch quân sự của Israel tại Trung Đông. Làn sóng biểu tình không chỉ tập trung ở châu Âu, mà còn lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có châu Á, Nam Phi và Mỹ. Giám đốc Viện Pháp y Quốc gia Israel, Chen Kugel, người giám sát quá trình khám nghiệm thi thể và ký giấy chứng tử cho thủ lĩnh Hamas vừa qua cho biết, ông Yaya Sinwa bị nhiều vết thương nghiêm trọng, bao gồm cả đạn pháo xe tăng và tên lửa, nhưng nguyên nhân thiệt mạng là do một viên đạn găm vào đầu. Trước đó, quân đội Israel IDF cho biết, ông Sinwa đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tăng bắn đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này ẩn nấp và không nói gì về việc các binh sĩ của họ bắn một phát súng chí mạng vị bác sĩ cho biết ông ấy bị thương do nhiều nguyên nhân khác nhau ví dụ vết thương do tên lửa ở tay phải vật nặng rơi vào chân hoặc đùi trái và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể nhưng nguyên nhân tử vong là do vết đạn ở đầu ông ta bị một viên đạn găm vào đầu và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng khi được hỏi về kết luận của bác sĩ pháp y phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ israel idf nói rằng đã có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội israel bắn một quả đạn pháo vào tòa nhà IDF hiện vẫn đang nỗ lực tìm hiểu mọi chi tiết về sự việc này. Bác sĩ Kugel cho biết, ông tin tưởng vào phân tích của mình dựa trên việc khám nghiệm tử thi của ông Sinoa. Ông chỉ biết về lời kể của quân đội Israel sau khi tiến hành khám nghiệm. Khi được hỏi về thời điểm tử vong của ông Sinoa, vị bác sĩ cho biết có thể là vào chiều muộn ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi ông được chuyển đến bệnh viện vào đêm ngày 17 tháng 10. Theo giới chuyên gia nhận định, việc Israel hạ sát thủ lĩnh Yahya Sinoa là đòn giáng nặng nề vào Hamas, song khó có thể khiến nhóm sụp đổ hoàn toàn. Rất ít lãnh đạo của Gaza có được danh tiếng như ông Yahya Sinoa. Ông vừa là một thủ lĩnh nổi tiếng cứng rắn, cái gai trong mắt Israel, vừa là người mà nhiều dân chúng Gaza tin tưởng. Họ coi ông như người bảo vệ nhiệt thành nhất cho chính nghĩa của mình trong cuộc đấu tranh với Israel. Bởi vậy, cái chết của ông Sinoa trong cuộc đấu súng ở giải Gaza được coi là tổn thất nặng nề đối với Hamas. Nhóm gần đây liên tiếp hứng chịu thiệt hại trong chiến dịch tấn công của Israel ở giải Gaza. Ông Michael Minstein, cựu giám đốc các vấn đề dân sự Palestine thuộc quân đội Israel cho rằng, Hamas sẽ không bị xóa sổ hoàn toàn như mục tiêu mà Israel đặt ra, bất chấp các cuộc hạ sát thủ lĩnh. Bởi vậy, triển vọng đã được thỏa thuận ngừng bắn ở Giải Gaza vẫn rất mong manh khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột sẽ tiếp diễn. Suốt hơn một năm qua, cơ quan an ninh của Israel được Mỹ hậu thuẫn đã dồn nguồn lực khổng lồ và thu thập vô vàn thông tin tình báo để truy lùng thủ lĩnh khét tiếng của Hamas, người chủ mưu cuộc tấn công gây rúng động ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên cuối cùng, một đơn vị lính thực tập đang được huấn luyện đã bất ngờ chạm trán với ông Sinwar trong một chiến dịch ở miền nam Gaza. Theo bốn quan chức quốc phòng Israel, những người tiết lộ thông tin với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Cụ thể, khi đơn vị nói trên đang tuần tra ở miền nam Gaza hôm 16 tháng 10 thì chạm trán với một nhóm nhỏ các chiến binh Hamas. Lực lượng này được máy bay không người lái hỗ trợ đã đọ súng và ba chiến binh đối phương tiệt mạng. Ít ai có thể ngờ tới việc tìm thấy thủ lĩnh được mệnh danh là bóng ma của Hamas vì sự thoát ẩn thoát hiện của ông. Ở một nơi như vậy, tình báo Israel và Mỹ từ lâu đã đánh giá rằng ông Sinwar lo sợ cho sự an toàn của bản thân đã ẩn náu sâu dưới lòng đất, bố trí xung quanh mình bằng các con tin Israel để tránh bị ám sát. Vài giờ sau khi chiến dịch kết thúc, các binh sĩ phía Israel thận trọng tiếp cận các thi thể. Khu vực này vẫn còn giải rác các thiết bị nổ. Những bức ảnh mà tờ The New York Times thu thập được cho thấy thi thể của một người đàn ông có các đặc điểm trên khuôn mặt và đặc điểm nhận dạng rất giống với ông Sinwar, bao gồm nốt ruồi đặc biệt gần mắt và hàm răng không đều. Thi thể của người đàn ông này có một số vết thương nghiêm trọng, bao gồm ở đầu và chân. Vào tối ngày 17 tháng 10, quân đội Israel sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng đã thông báo rằng thủ lĩnh Hamas Sinwar đã thiệt mạng sau sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Zaza Sinwar làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai xung đột ở giải Gaza, trong đó vấn đề cấp bách nhất có thể là việc nhân vật nào sẽ lên thay. Trang News.az đưa tin, ông Khaled Masan, 68 tuổi, được xem là lãnh đạo trên thực tế của Hamas sau khi ông xin thiệt mạng. Các nguồn tin cho biết, ông Masan sẽ đóng vai trò lãnh đạo lâm thời, giám sát việc liên lạc với các bên chủ chốt trong đàm phán về việc thả con tin Israel. Tuy nhiên, ông sẽ là một lựa chọn không thể ngờ tới vì ông đã ủng hộ một cuộc nổi dậy trước đây chống lại Tổng thống Syri, Basa al-Assad. Điều này đã gây ra giãn nứt với quốc gia bảo trợ là Iran. Trong khi đó, ông Mahmoud al 79 tuổi, là thành viên sáng lập Hamas, được xem là người có chủ trương diều hầu và bảo thủ xã hội, ngay cả khi so sánh với các tiêu chuẩn của lực lượng này. Ông được bầu vào Hội đồng lập pháp Palestine vào năm 2006 và được bổ nhiệm làm ngoại trưởng thứ nhất sau khi Hamas chiến thắng trong bầu cử vào năm đó có thông tin ông sống sót sau những nỗ lực ám sát của Israel vào năm 1992 và 2003. Theo Reuters, nhân vật này chưa từng xuất hiện công khai hay có phát biểu này kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày Hamas tấn công Israel. Trước đó, ông Mamu là bác sĩ ở Gaza và thành lập các nhóm y tế từ thiện. Một ứng viên sáng giá thay thế ông Zaza Sinqua là người em trai Mohamed Sinqua, 49 tuổi. Việc nắm quyền của người Em có thể báo hiệu sự tiếp tục cách tiếp cận của anh trai ông đối với các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza và thả con tin. Israel đã biến chiến dịch ám sát các nhà lãnh đạo của Hamas thành mục tiêu của cuộc chiến ở Gaza và coi ông Sinwar là một trong những mục tiêu lớn nhất của mình. Từ lâu bị Israel và Mỹ coi là người lập kế hoạch cho chiến lược quân sự của Hamas tại Gaza, ông Jarar Sinqur cũng đảm nhận vai trò là người đứng đầu chính trị của tổ chức này sau vụ ám sát thủ lĩnh Ismail Haniyeh. Trong nhiều tháng, ông Jarar Sinqur đã trốn tránh những nỗ lực của Israel nhằm truy sát ông dẫn đến cái chết của nhiều thủ lĩnh cấp cao khác trong Hamas, bao gồm cả ông Haniyeh. Cơ cấu lãnh đạo của Hamas vẫn còn nhiều bí ẩn và dưới đây là những gì được biết về một số nhân vật nổi bật nhất, những người vẫn được cho là còn sống hoặc có số phận không rõ ràng. Ông Khaled Mesan, cựu lãnh đạo chính trị của Hamas sinh ra gần thành phố Ramallah ở bờ Tây. Ông Mesan trở thành lãnh đạo văn phòng chính trị của Hamas vào năm 1996, chỉ đạo nhóm này từ nơi lưu vong. Hai năm sau, ông bị các điệp viên Israel tiêm một loại thuốc độc tác dụng chậm ở Jordani, khiến ông hôn mê trước khi được cứu bằng thuốc giải độc do chính Israel cung cấp như một phần của thỏa thuận ngoại giao với Jordani. Suốt cuộc đời mình, ông Mesan đã di chuyển từ quốc gia Ả Rập này sang quốc gia Ả Rập khác, sống ở Kuwait, Jordani, Qatar và Syria. Khi Mesan từ chức người đứng đầu văn phòng chính trị, ông được kế nhiệm vào năm 2017 bởi ông Hanizé. Ông Khaled Mesan vẫn là một quan chức có ảnh hưởng trong nhóm. Ông Khalil Anhaiza, phó lãnh đạo Hamas tại Gaza, hiện đang sống lưu vong tại Qatar, đã là một quan chức Hamas trong nhiều thập kỷ và là phó của Zaza Sinqua. Ông Hayza sống sót sau một nỗ lực ám sát của Israel vào năm 2007, khi cuộc không kích vào nhà ông ở Gaza đã khiến các thành viên trong gia đình ông thiệt mạng khi ông không có ở đó thành viên bộ chính trị Hamas, ông Mousa Abu Mazou là một trong những người sáng lập Hamas. Ông Abu Mazou bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nơi ông đã giúp thành lập một chi nhánh của nhóm anh em Hồi giáo Palestine mà từ đó Hamas được thành lập. Sau đó, ông Mazou đến Mỹ, nơi ông đã giúp thành lập các tổ chức Hồi giáo, bao gồm cả những tổ chức tập trung vào sự nghiệp của người Palestine năm 1996, khi đứng đầu bộ chính trị của Hamas, ông đã phải đối mặt với cáo buộc của Israel về việc tài trợ và giúp tổ chức các cuộc tấn công khủng bố. Sau 22 tháng bị giam giữ tại nhà tù ở Manhattan vì nghi ngờ hoạt động khủng bố, ông đã đồng ý từ bỏ tư cách thường chủ nhân tại Mỹ và cam kết sẽ không phản đối các cáo buộc khủng bố dẫn đến việc ông bị giam giữ. Sau đó, Mỹ đã trục xuất ông về Jordani. Ông Muhammad Deib, chỉ huy quân sự Hamas, là một trong những người bị tình nghi là người lập kế hoạch cho các cuộc tấn công thảm sát ở miền Nam Israel ngày 7 tháng 10. Đã gia nhập Hamas khi còn trẻ. Năm 2002, ông trở thành thủ lĩnh cánh quân sự Hamas, lữ đoàn Qassam, ký nhiệm người sáng lập đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Kể từ đó, Mohammad Deif đã chỉ đạo nhiều cuộc tấn công vào Israel, bao gồm một loạt các vụ đánh bom cảm tử vào năm 1996. Vào tháng 7 năm nay, lực lượng Israel đã ném bom hạng nặng xuống một khu vực ven biển đông đúc của Gaza nhằm ám sát ông Deif hàng chục người dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Quân đội Israel sau đó cho biết họ đã sát hại ông Deif trong một cuộc không kích. Hamas không xác nhận cũng không phủ nhận cái chết của ông. Theo tình báo Israel, ông Muhammad Deif đã đứng đầu danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt cao nhất của nước này trong nhiều thập kỷ và trước đó đã thoát khỏi ít nhất 8 lần ám sát. Năm 2014, một cuộc không kích của Israel đã giết chết một trong những người vợ và được con trai sơ sinh của ông. Cuộc tấn công quân sự của Israel vào các khu vực có đông người Hồi giáo CIA ở miền nam Liban đã buộc hơn một triệu người phải di rời đến các khu vực có người Hồi giáo Sunni và cơ đốc giáo sinh sống, làm gia tăng căng thẳng tôn giáo và đe dọa sự ổn định của Liban. Majayon, một thị trấn có đa số cư dân theo đạo cơ đốc, đã mở cửa các trường học và nhà thờ để đón nhận những người chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của Israel, thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua ranh giới tôn giáo. Tuy nhiên không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với sự có mặt của những người di tản. Một số người dân lo ngại rằng trong số những người tị nạn có thể có thành viên của Hezbollah, lực lượng đối đầu với Israel, khiến họ lo lắng về nguy cơ bạo lực lan rộng. Sự lo ngại này không phải là không có cơ sở, đặc biệt sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến hai người thiệt mạng gần Majayon vào đầu tháng 10. Sự kiện này đã làm tan biến phần nào tinh thần hiếu khách ban đầu của người dân một số người di tản đã bị yêu cầu rời khỏi thị trấn khi căng thẳng leo thang. Ông Philip Okla, linh mục của nhà thờ chính thống giáo Majeon, chia sẻ rằng nhiều cư dân sợ rằng sự hiện diện của người tị nạn sẽ thu hút thêm các cuộc tấn công từ Israel. Những mối lo ngại này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Liban, một quốc gia có lịch sử xung đột tôn giáo kéo dài mà đỉnh điểm là cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990. Tình hình hiện tại không chỉ làm tăng căng thẳng tôn giáo mà còn đặt ra nhiều thách thức cho Hezbollah, một lực lượng vẫn duy trì vũ khí từ sau cuộc nội chiến. Hezbollah từng tự hào về khả năng cung cấp nhu yếu phẩm cho cộng đồng người CIA, nhưng cuộc khủng hoảng di cư lớn này đã khiến nhóm phải đối mặt với những áp lực mới. Một số người di tản cho biết, cuộc sống trong các khu tạm trú như trường học ở Beirut rất khó khăn và họ cần thêm sự hỗ trợ từ Hezbollah và chính phủ. Tuy nhiên Hezbollah vẫn tiếp tục nhấn mạnh sự kiên cường của người dân và khẳng định rằng thảm họa này đang kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Ở Beirut, nơi đón nhận nhiều người di tản, các trường học được chuyển thành nơi tạm trú đang trở thành điểm nóng của căng thẳng. Các thành viên thuộc đảng liên minh với Hezbollah kiểm soát việc ra vào của những người tị nạn, làm gia tăng sự nghi ngờ từ phía người dân địa phương. Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng ở các khu vực như Bourj nơi cư dân đã ngăn chặn một xe tải vì lo ngại nó có thể chứa vũ khí của Hezbollah. Áp lực ngày càng lớn đối với cơ sở hạ tầng vốn đã suy yếu của Beirut khi lượng người tị nạn làm gia tăng tình trạng tắc nghẽn giao thông và thiếu thốn các dịch vụ cơ bản. Các nhà lãnh đạo Liban bao gồm Thủ tướng lâm thời Najib Mikati đã kêu gọi giữ vững hòa bình dân sự. Dù vậy, căng thẳng tôn giáo ngày càng rõ rệt, nhất là khi quân đội Israel tiếp tục kêu gọi sơ tán tại các khu vực họ cho là thành trì của Hezbollah quân đội Israel đã cảnh báo người dân tại các khu vực BK và Tire rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhắm vào những địa điểm này trong thời gian tới. Điều này càng làm gia tăng sự bất ổn, buộc thêm nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn an toàn. Sự di rời hàng loạt không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng tôn giáo mà còn khiến tình hình nhân đạo tại Liban trở nên khó khăn hơn. Nhiều người lo ngại rằng sự tiếp đón người tị nạn có thể khiến họ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Linh mục Philip Ogla cho biết, giờ đây nỗi sợ hãi đang lan rộng và không ai biết tương lai sẽ ra sao. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cảnh báo rằng Liban là một quốc gia mong manh, bất kỳ cú sốc nào cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Tình hình hiện tại tại Liban là một bức tranh phức tạp giữa xung đột quân sự, khủng hoảng nhân đạo và căng thẳng tôn giáo, trong đó mọi giải pháp đều đối mặt với nhiều thách thức cuộc khủng hoảng này không chỉ ảnh hưởng đến Liban mà còn tác động đến toàn khu vực trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENCOM mới đây cho biết, lực lượng an ninh Iraq ISF đã tiến hành các cuộc không kích chính xác ở đông bắc nước này, tiêu diệt bốn phần tử thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao. Tuyên bố của CENCOM nhấn mạnh, các cuộc không kích do Iraq tiến hành nhằm phá vỡ và làm suy yếu các mạng lưới tấn công của IS tại Iraq và được thực hiện nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo từ các lực lượng liên minh. Thủ lĩnh IS thiệt mạng là ông Sahadha Alawi Sali Ulewi Albazari, thủ lĩnh cấp cao nhất của IS ở miền Bắc Iraq. Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp của Iraq trước đó đã thông báo các máy bay chiến đấu F-16 đã thực hiện các cuộc không kích tại tỉnh Kirkuk, sát hại bốn tay súng, trong đó có một thủ lĩnh quan trọng. Hồi đầu tháng, Lực lượng bán quân sự Hashabi ở Iraq tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của IS trong chiến dịch truy quét tại tỉnh Ba'bin, phía nam thủ đô Baghdad. Tuyên bố nêu rõ dựa trên thông tin tình báo, lực lượng Hashabi đã tiến hành chiến dịch ở khu vực Jus Anas, tiêu diệt một đối tượng được cho là chỉ huy quân sự của IS ở các tỉnh miền nam Iraq. Một cảnh sát giấu tên ở tỉnh Ba'bin cho biết, nhân vật này từng chủ mưu hàng chục vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Iraq. Vào hồi tháng 3, quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong một chiến dịch gần khu vực biên giới giữa Iraq và Syria. Theo Security Media Cell, một cơ quan truyền thông có quan hệ với Bộ Chỉ huy tác chiến chung của Iraq, chiến dịch trên được triển khai dựa trên nhiều báo cáo tình báo. Các lực lượng an ninh Iraq đã thực hiện chiến dịch tại vùng sa mạc ở phía tây nước này, tiêu diệt một phần tử IS là Samir Khed Siahan al chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay chiến đấu, vũ khí, thiết bị và chất nổ giữa Iraq và Syria. Theo một nguồn tin an ninh giấu tên, phần tử trên là một trong những thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức IS và bị truy nã vì liên quan đến nhiều vụ khủng bố. Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi IS bị đánh bại vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn dư của IS đã trà trộn vào các khu vực đô thị hoặc dạt đến các vùng sa mạc, đồi núi hiểm trở ở nước này để lẩn trốn và tiếp tục hoạt động. Chúng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lên tiếng ủng hộ khôi phục định dạng Bộ Tứ Trung Đông, gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc và Nga để giải quyết xung đột Palestine-Israel và cho rằng có thể mở rộng mô hình này. Tại cuộc gặp báo giới từ các nước BRICS, Tổng thống Nga Putin đổ lỗi cho Mỹ, khiến Bộ Tứ Trung Đông không còn hoạt động. Theo ông, cần phải mở rộng định dạng này để nói về cách thức có thể khôi phục các vùng lãnh thổ Palestine, cách thức đưa người dân quay trở về. Nhà lãnh đạo Nga tin chắc Israel hiểu rằng người Palestine sẽ không rời khỏi vùng đất của họ. Bên cạnh đó, Nga vẫn đang duy trì liên lạc với cả hai bên, Israel và Palestine. Tổng thống Nga Putin nhắc lại quan điểm truyền thống kể từ thời Liên Xô, đó là biện pháp chính để giải quyết vấn đề Palestine là thành lập nhà nước Palestine hoàn chỉnh. Hồi tháng 1 năm 2023, Nga cũng đã nhắc đến Bộ Tứ Trung Đông. Khi đó, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga về Trung Đông, Vladimir Safronkov từng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Bộ Tứ Trung Đông, bất chấp việc Mỹ quyết định chấm dứt tham gia định dạng này. Sáng kiến của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang có dấu hiệu dâng cao hơn sau khi Mỹ vừa thông báo điều động hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao THAAD đến Israel cùng với khoảng 100 binh sĩ để vận hành hệ thống này. Động thái mới của Washington nhằm sẵn sàng hỗ trợ Tel Aviv nếu Iran một lần nữa tấn công Israel như vừa qua. Trong khi đó, khả năng Israel tấn công đáp trả Iran hồi đầu tháng 10 gây ra nhiều quan ngại cho Tehran. CNN dẫn nguồn tin từ Tehran cho hay, nước này đã gửi thông điệp đến Washington rằng sẽ tấn công trở lại nếu Israel tập kích Iran. Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy phòng không không quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC tuyên bố, Chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất cứ bước đi sai lầm nào của Israel. Trước đó, tờ Times of Israel dẫn lời một quan chức ngoại giao Iran cảnh báo các nước vùng vịnh không được cho Tel Aviv mượn không phận để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran. Vị quan chức này còn nhấn mạnh, nếu cho Israel mượn không phận, các nước sẽ phải hứng chịu một hậu quả mang tính dây chuyền. Tuyên bố này được đưa ra khi ngoại trưởng Iran, ông Abbas Arachi đến Ả Rập Xê Út và một số nước trong khu vực nhằm đàm phán về vấn đề vừa nêu. Qatar, Kuwait, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đều có các cơ sở quân sự hoặc sự hiện diện của quân đội Mỹ.